Anh vẽ bà nội của Nobita đi ạ. Ok em, giờ anh bắt đầu vẽ đây. Trong ký ức của những độc giả đã dành cả tuổi thơ đồng hành cùng mèo ú Doraemon và cậu bé hậu đậu Nobita, những tập truyện kể về bà luôn là những nốt chùm sâu lắng và cảm động. Bà của Nobita mất khi cậu còn đang học mẫu giáo. Dù chỉ gắn bó cùng bà mấy năm, nhưng Nobita vẫn nhớ như in rằng bà yêu cậu nhất nhà. Trong trí nhớ của cậu, bà lúc nào cũng dịu dàng, luôn che chở mỗi khi cậu bị bắt nạt, đánh đòn. Khi thấy con gấu bông Kuma bà làm cho mình, Nobita đã nảy ra ý định trở về quá khứ để gặp vì rất nhớ bà. Cậu cùng Doraemon quay lại mốc 8 năm về trước. Tại đây, cậu chứng kiến những hành vi, thái độ của mình thời ấy. Nhưng rồi, cậu nhận ra rằng, dù có hờn dỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa, vì người thương Nobita nhất vẫn là bà. Mang hình dáng của một cậu học sinh tiểu học, Nobita đã ngậm ngùi hỏi rằng, lúc còn nhỏ cháu hư đốn lắm phải không bà? Thật không ngờ bà không trách cháu mà còn nói cháu dễ thương nữa. Đọc đến khúc này, mình cũng nhớ đến bà của mình. Còn các bạn thì sao?